Chào ông bà, các bác, chúc ông bà sức khỏe. Mua cháu bé thế? Sáng nay chưa được ăn sáng à? Chúc ông bà con nhiều sức khỏe. Phúc Vi xin kính chào các bác. Ngày hôm nay thì chị Mỹ đưa mấy con đi chợ để mua quần áo các bác. Rồi là đồng thời cháu cũng sẽ đưa cháu Phương đi mua quần áo. Mua sắm Tết cũng chưa sắm được cái gì các bác ạ. Hôm nay là ngày 29 rồi. Thì là hôm qua là ngày 28. Nhà cháu thì thịt lợn Tết. Anh Vương thì cũng mệt các bác ạ. Hôm nay thì anh Vương không đi. Thì cháu sẽ thay mặt anh Vương là cùng các bác đồng hành cùng mấy mẹ con chị Mỹ đi ra chợ các bác nhá. Đấy thì là hôm qua hỏi xem một tí là để hôm qua là đi vào cùng mẹ là đi mấy giờ? Đi lúc nào cô không biết luôn. 4 giờ. 4 giờ đã đi rồi. Tại vì bọn cháu đi sớm mà. À thế là đi tận đâu? Cái chỗ mà hôm trước mà bọn cháu đi xe cho cái chỗ gì cái nhà đó. Đi nhà cậu hay là nhà bác? Hình như là con gái của bà ngoại cháu ấy. À thế thảo nào thế là các bác hôm qua thì nhà cháu cũng thịt lợn Tết thì tự nhiên thì sáng ra thì hỏi thì bảo cho xem với mẹ đi nhà anh em thịt lợn Tết rồi thì nhẽ ra là như ngày hôm qua thì nhà mình thịt lợn Tết thì phải ở nhà. Đúng đó, cháu hỏi chứ không bảo là đi thì cứ đi đi. À sao thế là, gì? Sao là chiều về nhưng mà chiều cháu lại không về được. Ờ nhưng mà thôi thì không sao đâu, thì xem cũng rất là muốn đi chơi từ lâu rồi. Thế là có ngày hôm qua thì mẹ ở trong kia cũng muốn là đi. À, thì thôi cái đấy không sao các bác ạ. Thì bây giờ thì cháu cũng mời các bác là đồng hành cùng mấy mẹ con là đi vào chợ xem hôm nay là chị Mỹ muốn đi sắm Tết cho các con các bác nhé. Cháu xin mời các bác. Đấy thì hôm nay đồng thời là cũng cho cháu Phương đi là mua quần áo. Đi. Phương chào ông bà một cái con. Phương thì cũng hơi khó chiều một tí các bác ạ. Áo thì cứ thích mặc cái áo của bà gửi cho thôi. Áo trước anh Vương vừa mới mua cho hai vợ chồng là lên trên Bắc Hà mua cho cái áo ấm mà về không thích mặc. Rất là đẹp nhưng mà không thích mặc, cái áo nào thích mặc cũ cũng vẫn thích mặc nhưng mà mới thì có lúc mua về còn chẳng mặc. Đấy thì sao đấy, quên chìa khóa à? Đấy, bây giờ có đi ăn sáng không? Hỏi mẹ với em gái, cho em gái tới ấy. Này. Hả? Mẹ có một nọc phở này. Ừ. Ta ăn thịt rồi, xếp lại. Xếp lại. Ê, bác giới hôm nay được đi mua quần áo mới nha, có thích không? Ôi rồi nhìn hai anh em này. Giống nhau không này các bác? Nào, để ý xe nha. Đi vào cạnh đi. Để ý xe. Ô tô kia kìa. Chứ có đói không? Đi ăn sáng không? Ờ, thế đi ăn sáng nhỉ? Hôm nay là ngày 29 nên là rất là đông các bác. Ngày hôm qua còn không đông mấy, hôm nay rất là đông luôn. Đấy thì hôm nay ra chợ thì cháu cũng sẽ sắm Tết luôn các bác. Mua bánh kẹo cho nhà cháu Xèng này. Các bác, đây là em Pin này. Đấy, em Pin. Những bác nào mà theo dõi những cái tập trước đây thì mới biết em này. Gần Tết là đi ra đây bán tăm bông các bác, bán tăm bông mà móc chìa khóa các kiểu, nhìn rất là đáng thương các bác. Một người chàng trai mà bị mù cả hai bên mắt mà vẫn cứ đi xe bình thường các bác nhá, rất là đáng thương luôn. Thấy tàu thì thấy tàu. Đi ăn sáng đó chứ, với lại
hỏi như thế. Ăn ở đâu hay là ăn ở đây? Thế đi vào đây ăn, ăn sáng đó chị ơi. Không, em bé đói rồi. Cho mấy đứa trẻ nó ăn. Phương đói không? Ừ. À, đói rồi. Rồi đất rồi. Nào đồ lắm. Chào. Nào, ăn phở gì đi vào chị nào. Vào bảo bà làm cho nào. Hôm nay rất là vui các bác ạ. À, bốn mẹ con chị Mỹ với cả hai mẹ con cháu nữa là thành 6 người. Đi vào chất cả quán luôn. Con nào? Đấy. Đấy ta là hai chị Mỹ. Con chào mẹ. Con nào? Con nào? Con nào là? Con nào? 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 Con đâu đâu mà đấy. Hỏi xem cái em bé này ăn cái gì, con ăn cái gì. Phương ơi, về đây chỉ thế nào. Phương ăn cái nào? Ăn rồi để anh cũng hỏi. Ăn chả, mỗi chả đấy à? Ờ. À, cô ơi, làm cho cháu một bát riêng chả thôi nhá. Cháu thì ăn phở thịt lợn. Đấy, xong rồi đi vào trong kia ngồi đi. Ui, hết chỗ ngồi luôn. Hết chỗ ngồi. Một bát thôi, một bát. Một bát bún thế này là phở. Không, một bát phở cả phở. Sao chị Mỹ không ăn à? Thế sao bốn bát? Thế xem. Không ăn á? Không đói à? Không đói, giờ này cháu không ăn đi. Giờ cháu không kiểu như không ăn cơm. À thế à? Ốm à? Hay là hôm qua đi cả ngày về mệt quá à? Hôm qua cháu có ăn cơm. Đi vào Nhật Bản đi. Ô em à, hôm nay lại gặp ở đây nhỉ? Dạ. Dạ vâng ạ. Bàn tròn ăn xong rồi. Đấy, nhìn ghế đi, ghế đẹp quá nhỉ. Nhà mình đông quá nên được ngồi cái bàn rất là đẹp luôn. Chàng ăn đi, chàng ơi, ngồi đi. Tí dữ nè. Chàng là con nói, dưới xe cả chàng nói rồi đấy. Phương ngồi cùng chị bé đi con. Lắc đầu á. Ngồi đây nha. Anh yêu. Bây giờ đợi một tí các bác. Bây giờ đang đợi rất là đông người. Chắc là phải đợi một lúc đấy. Kiểu một bát. Đi à? Có chả hết à? Của cháu thịt lợn cô nhá. Ê, của cháu là bún. Không có à? À đây ở đây. Ừ. Con mấy đây. Con nữa xong nhá. Của cháu đây mà. Ừ, thế thì lấy đi. Chả của cháu đây. Con thiếu mấy bát nào? À, xem còn mấy bát để làm nốt. Đây thì cháu đây này. Chị có ăn không? Dạ chị có ai em? Vâng. Đây. Chị Mỹ ăn cái gì? Con thiếu. Bà không ăn như này ăn. Thế con ăn cái gì? Chị ăn cái đấy. Ăn gì? Con ăn bún nhá. Ăn bún không? Ăn bún như này nhá. Ăn bún rồi. Đấy. Nói không hiểu tiếng Việt. Không hiểu tiếng Việt. Chị bảo cháu ăn thì em biết làm. Sao? Không ăn thì thế hai mẹ con chị ăn cái này xong bón em nhá, bón em bé. Nào Phương, nào Phương chưa có à? Thế chị cho em bắt chàng ăn đi, chàng ăn đi, cùng ăn cho vui. Anh nhà ăn ơi, nhưng mà không đổ ghế để ngồi đây, ghế đây ăn thì bảo cô làm. Ờ thế không ăn thì thôi, thế chị làm đủ chưa nhỉ? À thế thì đủ rồi. Đây là của Phương. Không ăn hành đâu. À không ăn hành, nó quên. Lúc nãy không bảo. Để tí nữa mẹ nhặt đi cho. Phương không ăn hành, rau xanh cũng không chịu ăn. Vào trong nhà không lạnh thì bỏ ra. Thế kia là chỉ xin được. Tí nữa mẹ ấy cho, mẹ nhặt đi cho. Đấy. Eo là. Hơi tí là bắt đầu dỗi nha các bác. Dỗi là lăn đùng ra đấy. Phương này rất là ăn vạ. Nghĩ chứ là ra hạt tiêu. Úi dồi, mùa ơi, cho nhiều thế. Đi lấy chín. Lấy một tí ớt cho xuống, cho ít ớt thôi. Ô, hôm nay không ăn à? Thế sáng nay đã ăn gì chưa?
Chưa. Sáng nay ăn một cái bánh rồi. Ừ. Thế thì chắc là no rồi. Kìa. Ông bảo là các bác cùng bố mẹ cháu ăn cơm ạ. Ừ. Giỏi quá nhỉ. Cô ăn đi cô. Ăn đi cô ơi. Ơi con bò. Ăn cơm sáng, đúng rồi. Đấy thì cháu cũng mời các bác ăn sáng cùng mấy mẹ con các bác nhá. Đấy thì chị Mỹ đây thì nghĩ thì cũng rất là thương đâu các bác. Khi mà về thì cháu có tâm sự cùng chị là chị có nói là trước đây ở với bố của các cháu này cứ hay say xỉn, say rượu xong rồi lại còn đánh chị Mỹ. Thì là chạy đi bao nhiêu lần rồi. Thế đến lúc là không chịu được là phải trốn sang bên Trung Quốc. Thì là bỏ lại các con ở lại nên là mới khổ như này các bác. Thì nghĩ thấy chị Mỹ cũng rất là đáng thương. Mình cũng không thể trách được chị Mỹ các bác. Chỉ thấy thương các cháu là mỗi tội là bố như thế thì mẹ bỏ đi như thế thì rất là khổ. Thế nhưng mà nếu như mà mình đặt công vị vào chị Mỹ ấy, thì chắc là cháu nghĩ là ai cũng sẽ bỏ đi thôi, không thể ở được. Chị Mỹ nhờ, em hỏi chị có hiểu không? Không hiểu à? À. Ừ. Nói thì chị Mỹ thì cũng hiểu ít thôi các bác ạ. Tại vì chị sang bên đấy cũng khá lâu rồi mà lúc ở đây thì cũng không tiếp xúc tiếng phổ thông nhiều ấy các bác. Nên là chị không hiểu nhiều đâu. À, mỗi tội là các bác ạ. Rất là thương chị Mỹ luôn. Nhưng mà sau 9 năm quay lại thì cũng thấy hơi nhạt một tí. Thế thì cháu cũng thấy đáng trách một chút. Nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng vì chồng như thế thì chị mới bỏ các con đi. Thì cũng chỉ mang được cái em gái út này đi theo thôi các bác. Chị ăn đi, vâng, em ăn sau. Nên là giờ sang bên đấy thì có gia đình ở bên đấy rồi thì chắc là về đây thì chả biết là chị thì nghe chừng là cũng không biết là có muốn ở đây hay không. Thì cháu cũng đã khuyên chị là ở lại với các con. Thế nhưng mà đó là suy nghĩ của chị thôi. Chị muốn sang bên đấy thì cũng là do chị thôi. Mình cũng không thể nào mà níu kéo được. Tại vì còn có cái em gái này đang học ở bên đấy các bác. Còn có cái em út đang học bên đấy này. Thì thôi thì hôm trước thì cháu cũng có nói với chị Mỹ là sang bên đấy thì lâu lâu thì cứ gọi điện về cho các con thì dặn dò các con ở đây phải ngoan để nghe ông bà, cô chú. Khi mà lấy được một người chồng mà suốt ngày say rượu rồi đánh như thế thì chắc là cũng không ai chịu được các bác. Trong khi đấy ở nhà thì đi ở nhờ một cái lều nhà người ta. Mình một miếng đất cũng không có, miếng đất để làm nhà cũng không có. Đi ở thì toàn ở nhờ lều nhà người ta như thế thì say rượu suốt ngày còn đánh đập thì chắc là nếu như các bác cũng thế là chắc không ai ở được các bác ạ. Nên là thôi thì các bác cứ thông cảm cho chị ý đi. Ai đấy chả? Thì các cháu bây giờ cũng lớn rồi ấy. Chàng không lạnh à? Thế thôi thì bây giờ cháu mời các bác là ăn sáng cùng mấy mẹ con cháu nhé các bác nhé. Xong rồi lát nữa thì cháu mời các bác là đi ra chợ đi xem là chị Mỹ là mua quần áo sắm Tết gì cho các con các bác nhá. Đấy mấy mẹ con cô cháu là đã ăn sáng xong các bác. Nghe tiếng ơi còn kẹp cái mic không? Đó là bây giờ là mời các bác đi vào chợ xem là chị Mỹ mua cho các con cái gì các bác nhá. Bây giờ thì cũng sắm Tết cho các cháu thì cũng chỉ mua quần áo với lại bánh kẹo thôi chứ còn
qua cũng đã thịt lợn Tết rồi, chị không phải lo nữa. Đúng là chợ 28 đông thật đấy. Hôm qua mới 27 đi ra, không có ai mấy đâu các bác ạ. Như một ngày chợ bình thường luôn. Đông hơn nhiều. Được cái nhá. Ố áo xèng đâu, xèng ơi, quên áo à? Cháu để gì à? Không thấy lạnh à? Chờ, lên trước cầm mà. Mẹ Toàn tiếng mày. Mẹ Trang đâu rồi? Tao tự bảo vệ. Mẹ Toàn nhá, tao tiếng. Đấy cái em này không ăn cái gì chị thử hỏi xem là có ăn xúc xích hay là gì không thì cho nó ngồi ăn không biết đói. Có ăn không? Thương có ăn xúc xích không? Không ăn à? Thương no rồi. Thế thì ăn cái gì ngồi ăn đi nào. Xem, chưa ăn cái gì ăn đi. Ăn chè á? Để ăn cái nào thì lấy đi, cầm lấy đi. Công cẩn thận nhá, quý coi sợ nhá. Mẹ ăn đây rồi chú ạ. Hello bạn. Dạ. Lại ăn à? Ừ thì ăn. Mang về nhà mẹ ăn á. Thế con xách đi. Mẹ không có tay xách rồi. Không thì lấy cho anh xách cho nhá. Hay là ngồi ăn ở đây. Ăn ở đây thì ngồi ăn. Nên lại nó chân thần à? Mày nè. Thế cho con thấy cú vậy nào, thích không? Có cú à? Em bé là có mẹ thì cũng thấy nhõng nhẽo một tí đó. Hôm mà mẹ ở bên nhà ngoại mà em bé bé May đi sang đây với cô chú thì thấy rất là ngoan, kiểu không quen nhiều. Thế nhưng mà cũng cảm thấy rất là thân thiện. Cô đi đến đâu thì cho đi chợ là cô đi đến đây, cứ đi ngăn hàng với cô thôi. Bảo là anh trai, anh chèm bảo là cô đi trước xong rồi cho em bé đi tứa để cho cháu trông cho. Thế nhưng mà cứ thích đi lên ngăn hàng với cháu, xong rồi muốn là dắt tay để đi, rất là đáng thương. Thích ăn xúc xích. Phải lối. Chứ ăn đi để tí cho cái tròn quần áo. Ăn cẩn thận mà rơi cái áo bẩn kìa. Mấy cho các bác ngắm chị nghỉ đây. Cuộc sống rất là khổ. Cái chào không ạ? Cuộc sống khổ như thế nào không cần biết. Cái chào này nào. Nhưng mà lấy được một người chồng khổ như thế thì cả đây chỉ mua biết phải làm như nào đó ạ. Nhưng mà đi lâu năm về chắc là cũng quên luôn các con hay sao. Sang bên đấy thì cuộc sống tốt hơn rồi. Có tâm chị tiệp bó mà. Tiệp bó lên được không? Chắc phải tiệp nhập à? Con cũng phải tiệp nhập không? Ừ thấy... Vợ phải có. Cái hôm lần đầu tiên mà đón chị ở đây thì đến tối thì cũng lên mà đến tối. Xong rồi hai mẹ con là dắt nhau về ngủ thì mấy ba giờ bác giới lại chọn được quần rồi, lại chọn thêm cái áo giống như cái áo năm ngoái luôn các bác, nhưng mà áo màu trắng. Chứ ơi, không mặc áo trắng, chứ không biết giữ, không mặc áo trắng đâu. Chọn cái màu đen đi. Mà áo trắng này về mặc được 2 hôm thì lại đầy đất dính vào, lại bẩn hết. Mặc quần áo có biết giữ đâu mà. Mặc quần áo không biết giữ thì lấy màu đen thôi. Lấy màu đen đi, đừng có lấy màu trắng. Lấy màu trắng thì mặc được 2 hôm thì lại hỏng hết rồi, bẩn hết rồi, không mặc được. Đã chọn được quần chưa? À thế thì
đâu xèng tròn được cái nào đâu, giơ lên cho các bác xem một cái nào, ông bà xem nào. Đấy đẹp đấy. Ừ. Có thử không? Thử chưa? Nhưng mà như này cháu biết ờ ok. Đấy thì mua mỗi người một bộ thôi nhá. Ở nhà mình còn nhiều quần áo lắm, cô đã chọn để ở trên nhà rồi xong cô mang xuống. Đấy thì quần áo của các bác là cũng có một thùng của một một chú ở bên Mỹ gửi về thì hôm lâu lâu rồi thì cũng đã mở vào. Quần áo của các cháu là cháu cũng đã lọc ra để gần Tết thì mới đưa cho các cháu mặc đấy các bác. Đi đi chọn áo đi xem. Chọn áo đi. Thích cái nào? Không biết cái nào đẹp. Nhìn mình nó đẹp như nhau ấy. Không biết chọn cái nào. Đấy cái nào mình thích thì mình lấy thôi. Đấy. Đây cái áo này còn bẩn hết rồi đây này. Thế thì mặc áo trắng làm gì? Đúng không? Thích cái quần này à? Đi lên đi lên đường bác cầm được hả? Ấy thì mẹ của các cháu về thì muốn mua quần áo cho các cháu thì mua một bộ thôi các bác ạ, à. Ở nhà còn nhiều quần áo lắm. Cháu đã chọn ra những cái áo quần áo mà mới cháu để ra cho các cháu là giữa năm thì cũng để cho các cháu nhiều quần áo rồi. Thì gần Tết mới lọc ra cho các cháu, để nhiều quá các cháu để lu bu hết nhà. Cháu xuống dọn mất một ngày luôn. Bây giờ cho ít quần áo thôi. Khi mà cho quần áo mới cái nào cũ quá lại phải bỏ đi chứ không thì để các cháu bừa bộn lắm. Chú chọn được rồi à? Áo đây hơi chật đúng không? Ờ à, đấy lấy cái rộng hơn một tí. Chị Mỹ em bé này không mua à? Có mua không? Không có. Thế tí đi chỗ khác nhỉ. Đấy thì lát nữa thì cháu cho mấy mẹ con nhà chị Mỹ chọn quần áo xong đó. À thế là không đẹp không lấy à? Trời ạ. Và là quần áo ở đây không đẹp không lấy các bác. Vâng. Đấy thì lát nữa đợi mấy mẹ con chị Mỹ chọn quần áo xong thì cháu cũng đi chọn quần áo cho Phương luôn. Nó hôm nay cho đi ra để chọn quần áo, hôm nay 28 rồi. Mọi ngày thì ngày nào cháu cũng bận. À không, em bé không thích quần áo. Vậy là mọi hôm thì mấy hôm nay thì cháu cũng ngày nào cũng sáng thì đi cùng anh Vương về thì chiều làm một chút việc nhà thì cũng tối thì cũng đóng hàng để gửi đi cho các bác thì cũng có hôm thì cũng gói đến tận 12 giờ đêm ấy các bác. Để hồi sáng hôm sau để còn gửi đi cho các bác nên là cũng không có thời gian. Hôm nay mới có thời gian là mấy mẹ con chị Mỹ đi thì cũng cho bé Phương là đi ra cùng để chọn quần áo luôn. Chân lừa vừa nó mặc rồi đấy, của mùa hay là của ai? Chân dưới là mùa. Nhà hai cha của mùa biết chứ đâu đây là cảm thấy gì ấy nhỉ đấy. Thứ đang hoang mau không tí về lại mất thời gian là sắp hết Tết rồi nhá, không đổi được đâu. Cởi khóa ra quần đi đây. Đấy chắc là chú ơi quay về đây chú. Đâu ơi? Về đây. Trời ơi, ướt hết áo cô rồi. Thế hôm nay, năm nay được mẹ mua quần áo thế này có vui không? Có thích không? Thế có muốn mẹ lúc nào Tết cũng về đây mua quần áo cho không? Hả? Có chứ nhỉ? Thế nên nếu mấy nữa mẹ mà về bên đấy thì có buồn không? Buồn lắm nhỉ? Muốn đi theo mẹ không? Hả? Mẹ có bảo đi cùng không? Không á? Không à? Cái lần mà đi mua quần áo ấy cũng được các cô là biết là đến là rất là thương, cũng bớt cho có đưa 650. Đi từng chỗ đi có hàng ấy, thương còn cho ấy các bác ạ. Đợt trước là có một lần là cháu đưa ba anh em đi ra mua quần áo để đi học đấy.
Thế là chị đấy còn gửi về cho hai cái đứa bé là nó khổ như thế thì cho mỗi người một cái quần. Đấy. Cứ nghe thấy cái câu chuyện là ai cũng cảm thấy thương, cũng nói cũng thấy rơi nước mắt luôn. Được chưa? Mua xong rồi à? Xong hết chưa? Đủ hết rồi gì? Thế bây giờ đi mua cái gì nào? Bây giờ đi mua cái gì chị Mỹ? Bây giờ đi mua cái gì? Vẫn còn lấy giày á, xem có hai đôi rồi mà. Vẫn thích à? Ừ, thế nếu mẹ mua cho thì cứ lấy gì? Lấy để mấy nữa mẹ về còn nhớ mẹ chứ giờ. Thế sao nào? Xây đi, nào. Thương thì cứ phải đưa đi theo để tự chọn thì mới chịu các bác ạ. Nhiều lúc mua quần áo đẹp lắm về nhưng mà không chịu mặc đâu. Anh nhà ông kìa. Cái áo mua mới đẹp như thế mà không chịu mặc. À nhìn thấy ông. Đấy, Phương là rất là quý ông nhá. Ăn cơm thì cũng biết cắp thức ăn cho ông này. Thích nhất là ông. Rất là quý ông. Phẩm bố mua nhé. Cái gì ạ? À? Phẩm. À phẩm bố mua cái gì? Mua mấy lạng chè, vâng. Mua giấy, mua hương. Thế bố cứ mua cái đấy đi, xong cái khác thì tí nữa con mua. Với lại còn ngày mai nữa mà, thiếu thì ngày mai lại ra thôi. Chợ ở đây thì cũng gần nữa các bác. Đâu? À mai mà không. Vâng, nào Phương ơi đi sang đây đi. Thế có giày rồi thì không mua giày nữa, tí nó mẹ đi mua, đưa đi mua quần áo rồi. Đâu rồi nhở? Vâng, nói chuyện một tí lại mất tích đi đâu rồi? Hả? Ở kia. À đây này, ông ngoại, đây là ông ngoại của các cháu các bác. Lúc nào cũng, ngày nào cũng bán hoa quả. Bán rau ở đây. Rau. Ừ. Chuối, bắp cải. Vâng, ông. Sao chị? Nhưng mà chị vẫn biết tiêu tiền Việt Nam giỏi phết thế nhỉ? Xem đi mua cái gì đấy? Bố của chị á. À, vâng, bố ruột, bố đẻ của chị đấy. Vâng. Em cũng nghe rồi, em cũng nghe lâu lâu rồi. Thế vào đây mua cái gì nữa? Đâu, xèng đâu rồi? Mua cái gì? Là tốt rồi vậy giờ ấy. Chào chị tỏi chị ngồi dưới lúc chó. Bé May thì ở trong chợ thì bảo là quần áo ở đây không đẹp thì là không muốn chọn quần áo các bác. Khi mà ra cái đoạn này này lại muốn chọn quần áo. Các anh thì chọn được hết rồi, còn cái em gái này bây giờ ra đây mới chọn. Chị ơi, lấy giờ chọn cho nó cái áo ấm ấm mì. Cái áo này ấy quá, áo này mỏng quá. Hay là có mua không? Em đưa vào cái hàng ở trong kia có nhiều quần áo trẻ con đẹp mà. Lúc em mua cho cái Phương ấy. Lúc chị đang chọn giày thì em tranh thủ em đi mua cho bé Phương ấy. Ở trong đấy quần áo đẹp mà. Có đi không? Đi vào trong kia không? Ừ, thế thì đi. Đi quay lại hàng quần áo lúc nãy ấy. Đi. Phương đâu rồi? Phương đâu rồi nhỉ? Quá. Hả?
À kia kìa. Trời ơi. Đi con đi theo. Thí bị lạc đấy. Đi nào, bây giờ đi đường nào ra nhở? Đi đường này ra đi. Đường này à? Đây. Ê, chợ rất là đông. Có thích không? Cái thích cái đấy không? Hay là đi vào trong kia? Đấy, đang trộn các bác. Đấy các bác, những ngày chợ là... Đây là những cái... Đào quả, hạt lổi, hạt tiêu, mắc kén. Các kiểu các loại... Đây là hạt tiêu này. Đây là các gia vị ở trên Tây Bắc các bác nhá. Đấy. Đấy hạt tiêu. Đi chợ nào cũng những ngày gần Tết có rất nhiều các chị là đi bán như thế này. Đấy. Những cái món này là những cái ngày gần Tết là ở trên này không nhà nào có thể thiếu những cái gia vị này các bác ạ. À, không đùa nhau. Mày xin một chút thôi. À, đi ra đây, đi theo cô nào, đi đường này nào. Đấy, cái em gái kia là cũng rất là khó chọn quần áo luôn. Không đẹp là không thích lấy, không ưng ý. À, đi cùng cô nhá. Đấy, đuổi theo cô đây này. Đi về đây. Đi, đi qua cái hàng này xem có quần áo đẹp. Lấy, đi là có một đàn trẻ con nheo nhóc đi đằng sau, các bác có thấy vui không? Nhìn có thấy thương không các bác? Nào đi, đi vào đây xem nào. Có thích váy hay là áo này không? Ờ, xem đi nhá. Chọn đi, chọn đi, nhiều lắm. Trái, con nhả đi. Để xem em là chọn ở đây không được thì lại đi sang bên kia. À, thích cái đấy à? Thế thì giống cái của em Phương vừa nãy cũng thích chọn cái này. Hay là có thích cái áo lì lì bên kia không? Nó không thích à? Váy này có thích không? Váy Việt Nam đây này. Đấy, không thích à? Ồ, thế thì thích chọn cái gì nhở? Ơ, cái đấy rộng quá. Ôi, trẻ con mà các bác. Hay là thích cái này, em ơi. Ở trên này này. Có thích không? Ây dạ. À, chỉ lên đây rồi các bác ơi. Đây này, em chỉ này. Đấy, chả biết là thích cái nào đâu. Là cái này này cô. Ờ, đi lấy cái cây. Cây bên này này. Cô ơi. Cô ơi. Cái em bé muốn nó cái váy kia, cô cho cháu mượn cái cây để mang xuống. Thì kêu luôn cái váy cho chị xem. Cái nào chỉ cho nào. Cái màu gì? Đấy, chắc là thích cái đấy rồi các bác. Ôi Phương ạ, à, Phương không thích cái này đâu. Hay là cái này đẹp này. Thế là Phương có thích cái này không? Thế thích cái nào? Thích cái nào? À, thích cái đấy gì? Để tí mẹ hỏi xem bao tiền đã.
không thích nữa hả chị? Em em Phương lại thích cái này này. Đâu để mẹ ướm vào xem có vừa không? Cũng được, tôi để mua cho cháu một cái để đi chơi Tết các bác. Có thích không? Ừ, thích về phải mặc nhá. Mua về không mặc là lần sau mẹ không đưa đi mua, mẹ không mua cho đâu. Ừ. Mua bao nhiêu cái về cứ để đấy thì không mặc thì chả muốn đi mua cho đấy. Cái này thì đẹp rồi, cái này chắc là ưng rồi. Mặc như thế là vừa rồi đấy. Ở bên trong là có áo riêng à? Vâng, áo riêng. À, thế ok. Đấy, để lên đây. Để lên đây tí nữa tính tiền. Đấy, cái đấy là bao nhiêu ấy chị? Rồi, tí nữa hỏi. Phương ơi, để ý mẹ đừng đi đâu con ơi. Đâu rồi? À chị ơi, hay là đi sang hàng bên này này. Ở bên này cũng có hàng đẹp nhất rồi. Đấy, vẫn chưa chọn được à? Không ưng à? Hả? Khó mua quá à các bác. Em bé kia cũng rất là kén chọn đấy. Chị ơi, cái này là một set của nó 230 một cái à? Có bớt không à chị? Em 220. Bớt ít thế thôi á. Em có 10.000 đấy. Đấy, lấy thì bảo bà cho vào túi lấy nhá. À, con đi cho vào. Bớt cho em một ít nữa. Không được đấy. Đấy, đóng gói hộ em phát. Hoặc là ống nhỏ màu xanh đều có hết nhé. 4 tuổi à? Chị đây là vừa đây này, bằng cô bé người Mông xinh xinh này này này. Các bác thân mến, thì là mấy mẹ con với lại cô cháu thì cũng đã vào chợ mua đồ xong các bác. Thì là hôm nay chị Mỹ là đưa các con đi sắm Tết quần áo. Thì là tôi thì chị về có một Tết là về đây ăn Tết với các con thì cũng là vui rồi. Thì thôi thì mua quần áo cho các con như thế là vui rồi các bác ạ. Thì là đây này, bây giờ hỏi cháu chứ xem là hôm nay mẹ mua cho những cái gì nào. Hả, hôm nay đi chợ mua được những gì? Mua được áo. Quần áo à? Mấy bộ? Mấy bộ? Hai bộ. Một bộ à? Thế mua đâu? Mua được những gì? Cháu mua được quần áo. Quần áo mua đâu? Quần áo với giày à? Để chung với chứ à? Sao nhìn ít thế, có đủ không? Xem lại thế nào. Có. Đủ rồi ấy gì? Nào giơ cao lên cho ông bà xem cái nào. Đâu? Xem. Ô xem. À, một đôi dép của mẹ à? Cháu. Ừ. Đấy, xem cũng mua được một bộ quần áo với lại một đôi giày các bác nhá. Đấy thì chị nói là đưa các con đi ra chợ để sắm Tết. Thế nên mà mua được quần áo rồi thì còn bây giờ nhà các cháu thì còn thiếu những gì? Thiếu cái gì thì thôi thì chiều hoặc ngày mai cháu sẽ lại quay lại đây, quay ra chợ mua xem các cháu còn thiếu những gì thì mua sau các bác nhá. Hôm nay thì đi ra đây để xem mẹ cháu là đi cùng các cháu là mua những gì thôi. Đấy, để mua được cho các con là mỗi người một bộ quần áo và một đôi giày. Đấy. Còn đây là quần áo của em bé đúng không? Bé May đúng không? Cũng là một cái váy và một đôi giày. Ố Phương không thấy xách đồ nhỉ? Quên nhỉ? Hả? Đồ của con đâu? Đồ của con đâu Phương? Đấy, Phương thì cũng sắm được cả quần áo rồi. Một cái váy nữa. Để đi chơi Tết. Thế thì có lẽ là năm nay thì cũng là cái năm vui vẻ nhất chứ nhỉ? Năm nay được mẹ về đây là đưa đi sắm Tết đúng không? Dạ. Có muốn sang năm mẹ đứng đây nào? Sao lại đứng kiểu gì ấy? Nhìn ra đây. Thế có muốn là sang năm mẹ còn về mua đi sắm Tết quần áo cho như thế này không? Có gì?
Thế thì bảo mẹ nhá, bảo mẹ là sang năm mẹ lại về chơi với con nhá. Nhìn vào đây chứ sao cứ nhìn đi đâu ấy. À Trang, năm nay được mẹ về đưa đi như thế này có vui không? Có thích không? Vui hơn mọi hôm, mọi tháng trước. Xúc động đúng không? Có muốn là mọi năm là mẹ sẽ thường về thăm như thế này không? Đi chơi cùng như này có vui không? Cháu chỉ mong là mẹ ở đây. Ừ. Thì Sèng từ hôm đấy cũng đi vào gặp mẹ lần đầu tiên ấy, thì đang hai cô cháu đi trên xe thì cũng cứ bảo là cháu rất muốn có một người mẹ ở bên cạnh các bác, để ở chung, cũng muốn như là có một người mẹ như bao nhiêu người khác ấy. Úi dồi, ngon thế nhở, ăn từ sáng đến giờ. Cái cốc này là cốc của chú, xong rồi tranh nhau ăn, đúng không? Mua cái khác à? À thế gì? Thế mùa thì thế nào, có vui không? Hôm nay có vui không? À, cháu rất vui, nói to lên cho ông bà nghe. À? Vui như thế nào? Rất muốn là mẹ ở đây sang năm như thế nào? Có muốn mẹ ở đây không? Cháu không. Ừ, muốn mẹ ở đây lắm, thương không các bác? Nhìn này. Đấy. Nhìn đó nào, mặt cũng rất là đáng yêu mà rất là có một cuộc sống rất là khổ luôn. Đấy thì cũng có lẽ là cháu nghĩ là chắc cũng chỉ có năm nay là các cháu được vui nhất thôi các bác ạ. Thì chị Mỹ ơi. Thế thì chị năm nay được về với các con có thấy vui không? Vui nhờ? Vui, không hiểu đúng không? Về, tất nhiên là về được thăm con thì thích rồi. Thế em cũng rất là mong mỗi năm chị về đây thăm các con nhá. À, về đây thăm các con thì em cũng thấy rất là xúc động. Dù sao thì chị cũng về đây thăm các con và mua đồ Tết cho các con thì em cũng thấy rất là vui chị nhá. Ừ. Thế mà nếu mà chị không ở được bên này, chị về bên đấy thì chị cũng thường xuyên gọi điện về cho các con, là dặn dò các con ở đây ngoan nhá. Ừ, đấy có lẽ là cái Tết này cả nhà cả gia đình xung vầy thì rất là vui các bác. Thôi thì nội dung thì cháu cũng xin được kết thúc ở đây các bác nhé. Cảm ơn ông bà và các bác đã luôn quan tâm và theo dõi. Thì cũng mong là các bác sẽ đồng hành cùng những cái thước video tiếp theo về năm mẹ con của các cháu các bác nhá. Cháu xin chào các bác. 来来